tuệ nhân tạo đấy chứ, đúng không em? Em ơi, Vâng ạ. như đang có một cô bảo công nghệ thông tin 62 đúng không, lớp 01 đúng không các em nhỉ? Đúng Vâng rồi. ạ. Ừ, này có cô nào để ảnh đại diện đây? 308 đây, 5 đây này, đúng không? Các em có nhìn thấy ảnh đại diện không? Chúng ta chờ các bạn chút xong chúng ta vào lớp. Rồi, mời các em vào lớp nhé. Thế thì hôm trước thầy đã trình bày, đã giảng cho các em mấy cái thuật toán tìm kiếm, để thầy xem lại một chút. Rồi, đây thầy xem màn hình nhé. Rồi, thế thì chúng ta đã tìm hiểu các cái chiến lược tìm kiếm, trong đó thì chúng ta tìm kiếm mù. Trong tìm kiếm mù này là chúng ta có những thuật toán nào nhỉ? Có những chiến lược gì nhỉ? Nào thầy gọi bạn một bạn đây. Nguyễn Đăng Đông xem nào. Đông có đây không? Đông có đây không nhỉ? Em có Rồi. Rồi, Đông cho thầy biết trong cái tìm kiếm mù đây thì chúng ta đã học những cái thuật toán gì? tìm kiếm mù à? Để em xem nào. Tưởng nhìn cái nhớ ngay. Em chưa nhớ.
Thầy thầy mở mic lên thầy ạ. Thầy mở Duy Anh đi. Anh chơi kìa. Em bây giờ tìm kiếm mùa mình đã học hai thuật toán là tìm kiếm theo chiều sâu và tìm kiếm theo chiều rộng ạ. Rồi. Chiều rộng nó thực hiện như nào em còn nhớ không? Có. Duyệt như nào? Ừ. Tìm kiếm theo chiều rộng thì mình sẽ duyệt từ trên đỉnh và mình sẽ duyệt từng mình sẽ duyệt từng theo từng tầng của nó ạ. Ví dụ ví dụ em lấy ví dụ như này ở trong cái chiến lược tìm kiếm đây luôn ạ. Mình sẽ ví dụ như đây, đúng rồi. Thì ví dụ như em sẽ tìm từ tìm kiếm em sẽ đi xuống tìm kiếm mù xong em sẽ chuyển sang tìm kiếm với chiếc bổ sung. Sau khi tìm kiếm chiếc bổ sung xong em sẽ chuyển sang tìm kiếm kinh nghiệm. Tiếng nghĩa sẽ em sẽ tìm kiếm tối ưu xong em sẽ tìm kiếm có đối thủ ạ. Rồi. Ok. Thế còn tìm kiếm theo chiều sâu? Tìm kiếm theo chiều sâu thì em sẽ đi một mạch xuống dưới cùng. Em sẽ ví dụ như ở bên tìm kiếm mù em còn có hai nút A và B nữa, giả sử như thế. Giả sử ở bên tìm kiếm mù em có tìm kiếm mù em có thêm một nút A nữa thôi. Giả sử như thế là em kiếm sẽ xuống tìm kiếm mù sẽ xuống nút A. Sau em sẽ quay trở lại với cái tìm kiếm chiếc bổ sung, sau em đi xuống cuối đã tìm kiếm kinh nghiệm, sau em lại quay trở lại với tìm kiếm tối ưu, rồi lại quay trở lại với tìm kiếm có đối thủ ạ. Rồi. Thế trong cái tìm kiếm chiều sâu đó thì nó có mấy cái hạn chế thì chúng ta có cách giải quyết nào không nhỉ? Có một cách giải quyết đó là chúng ta chia ra cái đoạn riêng, tức là mình sẽ giới hạn một cái số lần quét của nó, thay vì là để cho nó cứ quét vô hạn như thế, bởi vì nếu không thì nó sẽ quét vô tận mà sẽ không ra kết quả. Đấy gọi là giới hạn cái gì nhỉ? Giới hạn số nút mà mình quét ạ. Số nút thì là đâu, số mức chứ nhỉ? Số chiều cao của hả? Vâng, số mức ạ. Ừ, cái mức đấy, cái đây chính là cái mức đúng không? Ví dụ chúng ta giới hạn là trong trường hợp đích có thể nó nằm ở cái thứ 10 nhưng chưa chắc mình đã tới. Thế thì với cái trường hợp đó thì nó sẽ dẫn tới như nào em? Bây giờ mình giới hạn một cái mức ấy. Với mức thì nó sẽ chỉ quét trong cái mức đấy và nếu có ra kết quả thì nó sẽ trả ra kết quả luôn, còn nếu mà không thì nó sẽ báo là không có kết quả. Nó dẫn tới. Nếu mà nó không tìm ra kết quả thì nó sẽ tăng thêm một mức mới và nó tiếp tục quét ở trong cái mức mới, và nếu mà vẫn chưa tìm ra kết quả thì nó sẽ tăng mức mới lên thêm một ạ. Hình như nhầm gì rồi sao chứ Duy Anh? Ví dụ bây giờ nhá, cây có độ sâu là 10 mà bây giờ thầy giới hạn cái mức tìm kiếm của nó chỉ đến mức 6 thôi thì sao? Mà bây giờ đích cái đích đấy nó nằm ở cái mức 10 chẳng hạn thì làm sao mà tìm thấy được nhỉ? Thì như thế thì khi mà mình quét hết mức 6 thì mình sẽ tăng thêm một, nó sẽ tự động tăng thêm một mức mới là mức 7 và nó sẽ quét tiếp cho đến khi nó quét đến mức 10 thì sẽ ra kết quả. Thế thì nó khác gì so với cái tìm kiếm theo chiều sâu bình thường kia đâu? Thì bởi vì là cái tăng cái mức có thể là do mình sẽ tự quyết định, bởi vì là cái mức ban đầu nó mức 6, khi mà nó quét hết mức 6 mức rồi mà nó không tìm ra kết quả thì nó sẽ báo ra là chưa có kết quả, chưa tìm thấy kết quả mình cần. Đúng rồi, có nghĩa là trong trường hợp tìm kiếm theo giới hạn độ sâu của mức ấy thì nó cũng sẽ dẫn tới là nhiều trường hợp này chúng ta không tìm ra nghiệm, vì ví dụ bây giờ cái mức của em để mức 6 rồi nhưng đích cái đích của mình ấy, cái mình cần tìm nó nằm ở mức 7, có nghĩa không phải ở cái mức 6 nhà hạn, thì trong tình huống đó thì nó sẽ báo là không tìm kiếm được chứ đúng không? Vâng, còn cái mức tăng kia là do mình tăng mức lên ạ. Rồi tiếp theo, trong cái tìm kiếm theo chiều sâu thì chúng ta còn cái thuật toán nào nữa nhỉ? Trong tìm kiếm chiều sâu mình có thuật toán nào nữa ạ? Nó có hai cái hạn chế và chúng ta khắc phục hai cái hạn chế đấy. Trong tìm kiếm chiều sâu có hạn chế. Sâu tức là nếu mà cái số nút nó mà là vô cùng thì là mình sẽ cứ tìm mãi, cứ bị tìm mãi mà không có kết quả. Còn một cái nữa. Có hai cái mà thầy đang nói là có hai cái mà. Mình sẽ đặt một cái ví dụ như lặp, bởi vì ví dụ như trong một cái chiều sâu đấy mình có một cái nút nữa nó trùng với cả cái nút lặp, ví dụ như là ở đây em có theo cái chiều sâu của nó mình có hai nút tìm kiếm
thì khi đến cái nút tìm kiếm nó sẽ vòng lại, nó lại duyệt lại từ đầu. Rồi, được rồi, Duy Anh. Rồi, cảm ơn Duy Anh. Duy Anh giả sử như là bây giờ em ở dưới em có một cái nút tìm kiếm nữa, thì ví dụ khi em tìm kiếm, em xuống tìm kiếm mù, em lại xuống một cái tìm kiếm mà nó lại gặp cái tìm kiếm thì sẽ nhảy sang, lập tức nhảy sang luôn cái tìm kiếm và chiến lược bổ sung luôn, chứ nó sẽ không trượt sâu xuống dưới nữa, bởi vì lúc này nó sẽ gặp một cái nút trùng với cái nút ban đầu là trên đỉnh rồi thì nó sẽ nhảy sang ấy luôn, thay vì nó cứ tục trượt mãi trượt mãi trượt mãi. Rồi, rất cảm ơn Duy Anh. Rồi, thầy tạm thời đánh một cái dấu cộng cho Duy Anh nhé. Để chúng ta có những cái bài tập thì bắt đầu thầy sẽ cố gắng có nhiều bài tập để cho các em. Duy Anh đã nắm được bài rồi. Là Duy Anh hai cái dấu cộng rồi cả. Đây này Duy Anh. Rồi. Rồi chúng ta tiếp tục này. À, nhìn vào đây nhá. Rồi đây là một số cái nội dung lý thuyết của bài hôm trước và bạn Duy Anh vừa thông tin lại cho chúng ta. À, tiếp theo thì bây giờ trước khi để vào cái phần lý thuyết của bài mới thì thầy muốn các em mô tả cái trạng thái. Đây, còn nhớ mô tả trạng thái không nhỉ? Đây này. Đây, không gian trạng thái này. Đấy. Thế thì mô tả cái không gian trạng thái của cái bài tập này. Cho thầy ra. Rồi. Em nhìn thấy chưa nhỉ? Cho trò chơi tháp Hà Nội có 3 cọc và 4 đĩa. Đĩa nhỏ thì luôn nằm trên đĩa to. Bài này hôm trước có nói rồi đấy. Và mỗi lần di chuyển thì chỉ được một đĩa duy nhất. Trạng thái trò chơi là vị trí các cái đĩa biểu diễn như sau: A1, A2, A3, A4 với AI là vị trí cọc của đĩa to thứ Y. AI là vị trí cọc của đĩa to thứ Y. Trạng thái ban đầu là 3333, đúng rồi, vì có 3 cọc.
Và như vậy nhìn ở đây là bốn đĩa đang nằm trên cọc thứ ba, có nghĩa là tất cả các đĩa đang nằm trên cột ba. IA hãy biểu diễn trạng thái của bài toán, vẽ cây không gian trạng thái của bài toán với gốc của cây là trạng thái ban đầu đầu tiên và độ sâu của cây là d bằng 3. IB chỉ ra các cái thao tác trong không gian trạng thái để di chuyển được tất cả các này đi. Thứ nhất ở IA, đọc đồ bài xem có bạn nào ý kiến gì không. Thao tác trong không gian trạng thái là gì đó thầy? Thao tác đây á, đây nhá, thầy mở lại này, không gian trạng thái bài toán này, đây này, di chuyển đây này, ví dụ bài khắp Hà Nội đây này, các cái thao tác di chuyển này, bài này này, đúng không? Đấy, đây ví dụ đây nhá, nét này, up này, nét này, down này, right này, đúng không? Tiếp tục là gì đấy? Đấy, thì đây đang là mức mấy đây? Đây đang là mức mấy đây các em? Mức 2. Rồi, 2 hay là 3? Rồi, thế bây giờ các em làm đi. Được chưa? Đây, ví dụ các cái thao tác đây. Đấy. Ban đầu này, đích này. Đấy, ví dụ xong trường này. 8 với... trò chơi tám số, có hiểu không nhỉ? Đây này, các cái thao tác này, up này, nép này, down này, right này, ví dụ vậy. Thế thì bây giờ với bài toán đĩa thì chúng ta mô tả như thế nào? Đây này, thực ra bài toán đĩa này này, đây chúng ta có không gian trạng thái của bài toán này. Đó. Thế nó khác câu A như nào rồi? Nó khác câu A như nào á? Đây nhé, chúng ta xem nhé. Hãy biểu diễn trạng thái của bài toán và vẽ cây không gian trạng thái, rồi hãy chỉ ra các cái thao tác. Bạn nào có ý kiến chỗ này không đã? Hỏi thêm và để trả lời cho Bắc và các bạn khác. Hãy chỉ ra các thao tác trong không gian trạng thái để di chuyển được tất cả các cái đĩa từ cột 3 sang cột 1. Nào. Có ai hỏi gì chỗ này không? Ngoài Bắc. Theo các em thì hiểu như chỗ này như nào đây? Theo em hiểu chỗ ấy là tìm đường đi. Di chuyển nhé. Tìm đường đi. Hãy chỉ ra các thao tác trong không gian trạng thái. Di chuyển được tới tất cả các đĩa. Di chuyển tất cả các đĩa từ cột 3 sang cột 1. Sau khi vẽ cây rồi thì tìm đường đi à? À. Kiểu đấy, nhưng mà ở đây câu A người ta chỉ bắt là vẽ độ sâu 3 rồi. Thì độ sâu 3 không hết được cả cây rồi đâu. Thì chúng ta xem độ sâu 3 nó đã tới đích được chưa, đúng không? Độ sâu 3 chưa rồi. Chắc chắn. Độ sâu 3 ngặt cún. Nào làm đi xong thầy chữa.
Rồi chúng ta làm trong vòng khoảng 10 phút nhé. Vẽ kìa. Với rồi bây giờ tìm kiếm tri thức với tri thức bổ sung này, tìm kiếm dựa trên các thông tin đánh giá của các trạng thái và chúng ta có một
mà lại mua vịt khao mọi người thế này. Có gì đâu, thấy anh em vất vả nên mua tầm bổ cho mọi người thôi mà. Này, vịt này mua ở nhà hàng Bà Béo bên Hông Chợ, ngon nhất vùng luôn đấy. Cái gì? Anh đi bơi ở hồ xong lên tận đấy để mua vịt á? Có kỹ quá không? Gần 5 cây đấy. Cậu Đông vừa kết hợp chạy vừa mua vịt để hong quần áo cho nhanh khô. Cách này cũng hay, tiết kiệm tiền bột giặt. Đúng rồi, em kết hợp luyện tập. Từ hồi anh Nam cứ lùa bọn em dậy sớm để chạy, đập ráng nghiện luôn anh ạ. Tốt, kể từ ngày mai tôi sẽ gọi cậu sớm hơn một tiếng để nhân đôi quãng đường chạy. Hoàng này, dạ. Cậu để ý xem là anh em mình còn thiếu cái đồ gì mà gia dụng hay là đồ điện gì thì báo cáo ngay với cả cậu Đông. Để có gì tiện đường chạy mua luôn nhá. Rõ. Anh biết rồi à? Biết gì? Ý cậu là sao? Thôi em xin anh đấy, em chỉ tranh thủ lúc được nghỉ thôi mà. Tôi nói gì đâu nhở. Nhưng mà cậu nên thành khẩn ngay từ đầu, đỡ làm khó cho mình. Ai mang anh đấy à? Có câu đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, các cụ để lại câu hay thế mà cậu quên à? Bọn mắt con này lại đứng mình rồi. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Khoan, các anh có thể cho em biết là có câu đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, các cụ để lại câu hay thế mà cậu quên à? Bọn mắt con này lại đứng mình rồi. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Khoan, các anh có thể cho em biết là em vừa bỏ lỡ điều gì ở trên cái bàn ăn này được không ạ? Bàn ăn thì để ăn thôi, có điều gì bỏ lỡ đâu. À thôi, à, ăn đi, ăn đi đi. À, chúng ta cùng nâng bát để chúc mừng cậu Đông chính thức thoát kiếp cô đơn. À, bước sang một trang mới. À, em hiểu rồi, em không cụm kiếp gì đâu. À, bây giờ anh Đông chính thức có người yêu rồi, có phải không ạ? Ơ cứ thế còn anh Nam thì đấy, còn mỗi mình em bơ vơ cô đơn. Ê, em không chịu đâu. Không, 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 không. Các anh làm thế nào là? Không, tôi vẫn cùng đội với cậu mà. Hết. Thôi thôi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Thôi ăn đi ạ. Hai đứa vào khai báo tạm trú đây. Dạ vâng ạ. Mang giấy tờ đầy đủ chưa? Rồi anh ạ. Hết rồi ạ. Nhìn cái gì? Mút nòi mắt ra bây giờ. Làng này có cái ổ á ô ấy hết cả. Chị Nga lên khám đi ạ. Tú ơi, Tú khám của chị gái. Alo chị Thương à? Tinh à? Thế mẹ đâu? Ừ được rồi, đợi tí cô qua. Nhà mình đã gặt xong hết chưa bác? Sao bác không bảo bọn em phụ bác một tay? Cậu không phải lo, bây giờ cơ giới hóa hết cả rồi, không như ngày xưa nữa. Thôi ta về thôi, cảo nắng. À, việc hôm trước ta trao đổi, bác đã suy nghĩ kỹ chưa? Thú thực là tôi cảm ơn cậu đã tin tưởng và cho tôi cơ hội được ở lại. Dù ai nói thế nào đi chăng nữa thì thực sự công việc này là tôi muốn gắn bó. Ai làm công việc này đều hiểu, những gì liên quan đến gia đình thực sự rất khó giải quyết. Nhưng chúng em cũng đều hiểu, suốt thời gian qua bác đã hết lòng vì nó như thế nào. Tôi sẽ đem hết nhiệt huyết của mình ra để cống hiến. Cảm ơn cậu đã tin tưởng lão già này. Và tôi xin hứa với cậu là sẽ rút kinh nghiệm, hoàn thành trách nhiệm một cách tốt nhất. Việc với nhà ông Trung coi như giải quyết xong, em sẽ báo cáo lại với ủy ban. Tốt quá.
hay là thế này, hôm nay chúng ta tổ chức một bữa liên hoan đi nhỉ? Thôi, để thư thư việc đã bác. Bạn nào làm thế thầy đây? Đây là kiểu cái bài như này này, cái bài đây là một trong các dạng mà các anh sẽ làm bài bài tập. Có nghĩa là chúng ta thi thì hôm trước đầu kỳ thầy nói rồi đúng không? Hoặc là các em sẽ Minh chờ chút. Hoặc là chúng ta sẽ thi, nếu mà chúng ta thi viết ấy, thì chúng ta sẽ thi tự luận, thi offline. Thế còn trong trường mà không thì các em sẽ thi thi vấn đáp, thì thầy sẽ cho một số cái bài tập các em về làm. Sau đó thì hôm nào đến cái ngày thi ấy, thì thầy sẽ cho các em chúng ta sẽ vấn đáp và thầy hỏi trong các cái bài của các em đã làm. Ngoài ra thì sẽ có những câu hỏi thêm để cho các em có kết quả. Đấy là cái thi kết thúc. Được chưa? Rồi, Minh chia sẻ màn hình nhé. Em có vẽ giấy thôi. Vẽ cái đấy. Thì thầy viết rồi em. Không, vì độ sâu có 3 thôi thì nó cũng không dài đâu. Cái tìm kia dài phết. Bây giờ thế làm nào nhỉ? Thầy em lên câu A được không? Đây bạn Minh bạn đang làm bây giờ em. Minh để Minh làm bây giờ. Minh đâu? Minh chia sẻ hay là chụp chúng ta không có nhóm trên Zalo nhỉ? Không. Thế em có nhắn được qua đây không? Chụp ảnh xong gửi qua đây xong thầy share màn hình cho. Đây ạ. Để Minh giải thích. Bác, chúng ta thiếu gì dịp ạ? Không uống rượu thì mình thưởng trà vậy. Tôi có chú em ở trên tỉnh biếu một cân trà ngon lắm, loại hào hạng, để tôi về tôi lấy. Rượu ngon là phải có bạn hiền đúng không nào? À tôi xin lỗi, trà ngon là phải có bạn hiền. Về thôi cậu. Đại tiểu thư, đi đâu nên xe anh chở? Tránh xa tôi ra. Ok, sao lại quát anh? Ăn cây lào rào cây ấy thì anh phải có trách. Em gửi ảnh rồi đấy thầy. Trách nhiệm thôi. Tôi không thích và cũng không muốn liên quan đến anh. Tránh ra. Cô em tính nóng như kem nhỉ. Để anh chở đi ăn đi kem cho lạnh hẳn nhé. Tránh. Không đừng trách. Ok. Tùy em thôi. Để thầy xem màn hình nhé. Em nhìn. Rồi, các em nhìn thấy bài của bạn chưa? Đúng không? Đây, ta có 333 này. Xong bắt đầu bạn cho sẽ, một cái đĩa. Cái đấy nó sẽ tạo ra được hai không gian con. Sẽ là 3331 là chuyển cái đĩa nhỏ nhất sang vị trí thứ nhất. Và một cái là chuyển đĩa nhỏ nhất sang vị trí thứ hai. Tiếp theo từ đĩa nhỏ nhất sang cột thứ nhất ấy. Rồi và một cái nữa không gian con nữa là cột là cái đĩa nhỏ nhất sang cột thứ hai
sang cột thứ hai. Đấy là hai không. Chưa chi mình lại chuyển ngay cái một xong chuyển sang cái điểm một này. Cái này sẽ phải tạo ra hai không gian con chứ ạ. Rồi. Hoặc là như này, có nghĩa là hoặc là cái này. Hoặc là cái này. Và đúng cái 3332 có thể chuyển sang thành 3331 cũng được. Thì rồi, có từ tên sang như cái em bị thiếu. Rồi, xuống bên dưới nha. Xuống bên dưới rồi, bạn tiếp theo sẽ thì làm gì từ đây? Cái cột, cái không, từ cái mà có đĩa nhỏ nhất ở cột thứ nhất, chúng ta sẽ có thể tạo ra được một không gian con nữa, một không gian con là ở đĩa nhỏ thứ một, đĩa nhỏ thứ hai sẽ chuyển sang cột hai. Rồi, đĩa nhỏ thứ hai. Đây ạ, cái 3321 đấy ạ. À, 3331 sẽ có một không gian con là 3321. Rồi. Và 3332 sẽ có một không gian con là 3312. Là rồi. Và cái 3312 có thể suy ra được 3321. Nghĩa là cũng là một rồi, không gian con. Đúng rồi. Tiếp theo từ 3321 chúng ta sẽ có hai cách, là hai không gian con là 3322 và 3323. Từ 3322. À, hai cái này vẫn đang ở cột số 3. Vẫn cột thứ 3. Còn cái nhỏ nhất này sẽ vẫn chuyển đang sang là cột số 2. Cột cái này chuyển sang này cột sẽ chuyển sang cột 2. Thứ 2. Rồi, và okay. Một cách nữa là cái đĩa nhỏ nhất chuyển sang cột thứ 3. Cái đĩa nhỏ nhất chuyển sang cột 3, được rồi. Ok. À, rồi tiếp theo. Và cái 3312 thì nó cũng tương tự, thì là có đĩa nhỏ nhất chuyển sang cột 5 với cả đĩa nhỏ thứ 2 là cột 1. Hoặc là chuyển sang đĩa đang có ba hai đĩa còn lại là cột thứ 3. Và ba cái này thì 3313 có thể thành một không gian con nữa là 3311. 3311 sẽ tạo một không gian con là 3323. Rồi. Và tạo ra được một không gian con là 3322. Đến rồi, sâu 3 okay. Chỉ thế thôi thầy. Rồi, ngồi vẽ cái này chắc bục mồm. Cái này để em đọc đi, dài lắm. Thì chúng ta sẽ có các bước là 3333 suy ra 3331. Hay bây giờ em xem em ngồi viết cuốt luôn nhỉ? Lý không thầy? Ừ, được. Làm đi, làm để lấy làm tốt để lấy điểm luôn. Linh. Bùi Tuấn Linh. Dạ. Em xem cho nhé, em. Thầy đi. Thầy cho em quyển sách. À đây rồi, có rồi. Rồi. Thì ở đây đầu tiên chúng ta ở không gian đầu tiên sẽ là 3333. Sẽ sau đó sẽ bước sẽ đi là 3331. Tiếp theo là sẽ là đấy, 3321. Em cho hai cái gạch xong nó ra cái mũi tên kia cho nó to. Vâng. Rồi, cách ra tí cho nó đẹp, cho nó nhìn cho nó thoáng. Rồi. Tiếp theo từ 3321 chúng ta sẽ ra là 3323. 3323 sẽ là 3313. 3313 sẽ ra là 3311. Sau tiếp theo là 3 tiếp theo sẽ ra 3211. Từ 3311. Thấy chưa nào? Vâng. Đĩa. Từ 3313 sang 3311 đúng không nhỉ? Thì cái cột 1 đang có đĩa nhỏ thứ 2 thôi mà thầy. Thì đĩa đúng nhỏ rồi. Nhất chuyển sang được mà thầy. À ừ, đĩa nhỏ nhất đúng rồi. Thầy nhầm. Rồi, đúng rồi. Rồi. Rồi, 33211. Rồi. Rồi, tiếp theo. 3211 chứ. Đã. Đúng rồi, em tiếp đi. Thì ở đây sẽ là, tiếp theo sẽ là 3212. 3212 có nghĩa là cho đĩa nhỏ nhất về vị trí cột 2. Rồi. À. Rồi sau chúng ta sẽ có là 3232. Rồi chúng ta sẽ có là 3332. Rồi cho nào. Đúng rồi, ok. Rồi sau chúng ta có 3233.
3, 2, 3, 3. Rồi, tất cả về 3. Rồi, tiếp theo chúng ta có là 3. 3, 3, 1, 3, 3. Bục mặt. Rồi. Được rồi. Với bài Minh đang làm, có bạn nào ý kiến gì không? Ai có không hiểu hay cần trao đổi gì không để Minh giải thích? Em à, ngồi viết này chắc bục mặt. Đây mới có 4 đĩa thôi. 4 đĩa mà gần bục mặt. Rồi, tiếp tục. Thì ở đây sẽ là tiếp theo sẽ chuyển tiếp bài 1 này. Chuyển cái này sang đĩa 2 này. À, không, đĩa nhỏ nhất sang cột 2. 3, 2, 3. 3, 1, 3, 2. Sang tiếp theo là 3, 1. 1, 2. Rồi 3, 1, 1, 1. Rồi tiếp theo chuyển sang cột 2 này. Bao nhiêu trạng thái là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9 là 12, 14, 16, 17. 17 trạng thái rồi. Thầy cho đáp án nhé. Nó sẽ là 12 trạng thái. 12 ạ. Ừ. V chỉ cần 12 thì ừ, hơi nhiều rồi. Ừ. Của em đợi quá. Ừ. Thôi thì chữa câu B. Tại vì của em là sẽ chạy theo cách của vòng lặp định quy thì đúng là nó không tối ưu hơn, nó không tối ưu thật. Đây nhá, thầy đây để rồi, em tắt xe để thầy xe câu tiếp theo này. Câu bạn làm là đúng, câu A làm là đúng, nhưng ở cái mức D ấy, D3 thì gốc nó không tính nhá. Gốc nó tính ở mức 0 thôi. Vâng ạ, thì em ba cột ạ. Thì em tạo ra 3 thì nó sẽ tạo ra 4. Vâng ạ, thì em vẽ 4 mà thầy. Không tính gốc. Đây nhá. Cái câu 1 đây này. Thực ra đây trạng thái dưới đây không phải. Đấy. Được chưa? Giống như của bạn thôi. Được chưa? Rồi thứ nhất là với trường hợp của bạn thì các em có đâu nhỉ? Vừa rồi thầy xe cái... Đây, rồi, gốc này.
Thế sao lại ít? Rồi ok. Đây nhá, vừa nãy của bạn vẽ cái cây nó như thế này. Cái trạng thái nó như này. Được chưa các em? Đây này. Đấy. 1, 2, đúng rồi, đây của bạn nằm ở đoạn trên đây là đúng rồi, ok. Tiếp theo cái mô tả các cái trạng thái di chuyển từ trạng thái đầu đến trạng thái đích này. Đây nhé. Và ban đầu của chúng ta là 333 này. Đích của chúng ta là như này đúng không? Thế đây nó di chuyển như này đây các em. Có bạn nào có ý kiến gì không? Mình xem có ý kiến gì không? Nhưng mà làm sao để dò được đống này thôi? À thì thôi, phải chạy thôi. Đúng không? Nào, các em xem đúng hay sai. Các em xem kết quả đúng hay sai đây. Đó, sau có thể kiểm tra những cái bài này, nhưng đương nhiên là thầy cho số đĩa khác, số đĩa khác cái, và cái thứ hai số cột thứ ba, nhưng đĩa thầy cho chẳng hạn là 5 đĩa thì nó sẽ khác, hoặc 3 đĩa nó sẽ khác, đúng không các em? Đây là một dạng bài. Được chưa? Nhá, ban đầu này 3 đĩa này. Đĩa cuối cùng cho về cột 2 này. Đĩa thứ hai cho về đĩa thứ ba cho về cột 1 này. Rồi tiếp theo là chuyển đĩa nhỏ nhất này về cột 1 này, được chưa? Rồi tiếp theo ta có như vậy cột 1 bây giờ đang có 2 đĩa. Rồi tiếp theo ta chuyển một đĩa sang cột 2 này. Được chưa? Rồi tiếp theo đây ta sẽ làm gì đây? Đĩa nhỏ nhất đây này. Về lại cho về cột 3. Được chưa các em? Đĩa nhỏ nhất lại cho về cột 3. Tiếp theo này, đĩa nhỏ thứ 2, đĩa nhỏ thứ 3 ấy, cho về cột 2, đúng chưa? Đảm bảo là bé trên lớn mà. Rồi tiếp theo nữa, toàn bộ đây thì thầy cho về cột 2. Đây, cái đĩa nhỏ nhất bây giờ này lại cho về cột 2. Như vậy trong cột 2 bây giờ chúng ta đang có 3 đĩa. Thế còn một đĩa đang nằm ở cột 3, đĩa to nhất đang nằm ở cột 3. Rồi, các bạn nào chưa hiểu chỗ này không? Em. Rồi nhé. Tiếp tục, bây giờ thầy cho đĩa nhỏ to nhất về cột 1. Rồi, ok, như vậy được một rồi. Bây giờ làm nào 3 đĩa này này. Dồn về được cột 1 đã xong. Rồi, bây giờ đĩa nhỏ nhất lại về cột 1 này. Còn 2 đĩa đang ở trên cột 2 này. Rồi, ok, vẫn đảm bảo. Tiếp theo, đĩa nhỏ thứ 3 là cho về cột 3. Được rồi. Như vậy trên đĩa hạ trên cột 2 và cột 3 bây giờ chỉ có một đĩa thôi. Còn cột 1 bây giờ là có đĩa to nhất và đĩa nhỏ nhất đang nằm ở cột 1, được chưa? Tiếp theo này ta lại có gì đây? Ta lại có này. Ta chuyển cái đĩa nhỏ nhất về cột 3. Được chưa các em? Rồi nha, thế thì bây giờ sang đây này, các em nhìn thấy này, chỗ này này, bây giờ còn một đĩa này, ở cột 2 còn một đĩa cho về cột 1. Đây, chỗ này về cột 1, xong chưa? Như vậy bây giờ làm nào chuyển được hai cái đĩa này này về cột 1 nữa là xong đúng không? Rồi, thế thì dễ rồi, hai đĩa bây giờ nằm ở trên hai cột khác nhau thì dễ rồi. Bây giờ cho đĩa cuối cùng về cột 2. Xong tiếp theo cho cái 3 này về 1. 2 này về 1 nữa là xong. 12, à đâu, xin lỗi 2 4 6 7. Xin lỗi là 16 trạng thái. 72 14 16 trạng thái, thầy vừa đếm nhầm. Đúng không Minh? Nào các bạn khác ai có ý kiến gì bài này không? Với bài như này, với bài như này có khó không nhỉ? Chắc không khó. Ai có ý kiến gì không? Đường đi ngắn nhất của cái này thì hơi nhiều khi hơi bị khoai đấy ạ. Thế đúng ra phải vẽ cái cây. Vâng, chuẩn phải vẽ một cây đầy đủ ra. Phải vẽ một cái cây đầy đủ ra này, xong bắt đầu mình dùng cái thuật toán hoặc duyệt chiều rộng hoặc duyệt chiều sâu đúng không? Xong sau đó thì chúng ta mới đi theo cái thuật toán đó. Đấy, ví dụ thế nhá. Thế thì có thể là thầy yêu cầu là hoặc là thầy cho sẵn một cái cây như này rồi. Giả sử thầy cho một cái cây như này, thế thì duyệt ứng dụng thuật toán chiều rộng hay chiều sâu để duyệt để đi tới trạng thái đích chẳng hạn, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ duyệt như thế nào với ứng dụng với thuật toán
diệt cây theo chiều sâu hoặc diệt cây theo chiều rộng. Ví dụ đấy, ví dụ đây này, ví dụ đây nhé, chúng ta duyệt thì hôm trước có cái bảng duyệt rồi đúng không? Đây này, cái cây đây này đấy. Hoặc là chúng ta có cái bảng, đây, một là bảng này, hai là cái bảng kiểu này, được chưa? Đấy, được chưa các em? Rồi, chúng ta nghỉ một chút nhé, không chốc vào. Rồi, Minh thầy đánh dấu cộng đã Minh nhé. Minh làm được đấy, làm thêm lúc nữa này. Minh hình như đã có dấu cộng rồi sao đúng không nhỉ? Đây này, Minh 2 dấu cộng, Bùi Tuấn Minh. Ok rồi. Một số bạn học rất là tốt. Rồi, cảm ơn các em. Bây giờ, cảm ơn Minh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ một chút xong sau đó vào phần tiếp theo. Rồi, các em nghỉ chút đi. Chúng ta đã xem được cái bài thực hành. Bài thực hành vừa rồi nhá. Bài thực hành 3 nhá. Đấy, chúng ta có nhìn thấy cái màn hình tôi chia sẻ không nhỉ? Đấy, chúng ta đã xem được cái bài thực hành buổi 1 chưa? Bài thực hành vừa rồi nhá. Bài thực hành 3 nhá. Rồi nước mình mà thích nhạc, rồi bắt nước mình. Rồi nước mình mà thích nhạc. Duy lập trình đó. Ta học tiếp. Ôi, chào cả lớp nhé. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy.
cũng không. Vâng, anh cứ đưa khách về đây cho em là được. Thích gì em cũng chiều. À, thế cuối tuần này anh có về không ạ? Tại bận, em đói rồi đấy, không chịu mãi được đâu. Anh cũng phải nghĩ cho em nữa chứ. Mà thôi được rồi, không nói nữa. Rồi, mời các em vào lớp nhé. Em cố chịu cho biết làm nào. Tiếp tục này. Rồi, với bài vừa rồi thì bạn nào không rõ hay là các em có cần thầy share lại cái màn hình để các em chép hay là như nào không? Có bạn nào chưa rõ cái bài vừa rồi không nhỉ? Đây, thầy share lại nhé. Có ai không rõ không giơ tay thầy share nào? Cây này. Có bạn nào không rõ không? Em nghe được không nhỉ? Có nghe được không? Ừ. Thế không biết là bài vừa rồi thì các em có hỏi chỗ, có chỗ nào cần hỏi không hay là hiểu rồi? Không ai có ý kiến à? Hiểu ý luôn dưới này. Thì ý dưới này thì sao? Một số bạn khác rồi. Thế bây giờ thầy gọi một bạn xem nào. Nguyễn Đình Dũng đâu nào? Cho thầy xem cái bài vừa làm của em đâu. Dũng. À, Nghiêm Đình Dũng. Nghiêm Đình Dũng có đây không? Vắng à? Em có ạ. Rồi. Thế Nghiêm Đình Dũng cho thầy biết bài làm của em đâu? Cô bọn em thầy bài làm của em thì vừa nãy em chưa làm được. Ô thế à? Sao chưa làm được? Thế bây giờ với cái bài trên này thì em đã hiểu chưa? Vâng, em nhìn thì em hiểu rồi ạ. Được rồi ạ. Thế bây giờ thầy cho 3 đĩa em có làm được không?
ba đĩa từ trạng thái ban đầu đến trạng thái đích, xong em viết cái mô tả cái trạng thái từ trạng thái đầu đến trạng thái đích, em có làm được không? Đúng. Nếu thầy cho thì em làm thử thêm được mà. Ừ. Cho 5 đĩa chắc phức tạp hơn nhiều đấy, nhỉ? Đúng Duy Anh nhỉ? Duy Anh có đây không? Duy Anh có đâu rồi? Có đây rồi, em vừa bật mic. Có đây rồi. À đây à? Ừ. Thế với 5 đĩa có phức tạp hơn nhiều không Duy Anh nhỉ? Đó là khó hơn rồi, 3 đĩa đã dài đấy rồi, nãy mà anh ngồi mất bao nhiêu thời gian mới làm được 3 đĩa đấy. Đây là 4 đĩa chứ, bây giờ 4 đĩa chứ. 4. Vâng. 4 đĩa 3 cọc, bây giờ 5 đĩa. Thực ra là nếu mà đi tìm đường ngắn nhất thì nếu như đi tìm đường ngắn nhất thì nó cũng không dài hơn, nhưng mà tại vì bọn em sẽ làm theo kiểu là cứ chuyển dần dần nó sang cột trung gian ấy, thế nó thêm rất nhiều trường hợp nên nó dài lắm. Thì đúng rồi, đây, có nghĩa đây là cái cách này để chúng ta tối ưu đây làm gì nữa. Đúng không? Ừ. Ví dụ các em nhìn vào cái cây này nhé. Cây này trong cái bài hôm trước ấy. Đây là trong trường 3 đĩa thì các em sẽ biết đi như nào này. Đúng nhỉ? Đây là trường 3 đĩa. Đây từ trạng thái đầu đây. Thầy show màn hình đây này. Đây mình đưa ra được cái cây trạng thái như này cũng được. Đây là 3 đĩa. À, đây là đích này. Đây là đích này làm gì nữa? Đúng không Minh? Vâng ạ. Đây này, đây là đĩa, đây là đích này này. Thế thì nếu mà chúng ta có cây này thì chúng ta nhìn cái thế. Đây này. Thế bây giờ cứ đi này thôi. Xuống đây này. Đúng nhỉ? Vâng ạ, thì chỉ cần thế. Tại vì cái kia vẽ cái cây này nó ở dạng kiểu nhiều ấy, thì nó không thực ra cái cây như vừa nãy của các em vẽ là cũng là đúng rồi, nhưng chỉ có điều là nó không phải như là nó vẽ ở dạng sơ khai chứ ngồi phân tách ra nó nhiều hơn lắm. Với vừa nãy là ở đây là chúng ta có 3 đĩa, còn bài vừa rồi của chúng ta là có 4 đĩa. Thực ra cái cây cái hình vừa rồi trên PowerPoint kia nó giống như cái này thôi, các em, nó giống như cây này. Nó giống như cây này thôi. Đó. Chúng ta vẽ thêm một chút nữa xuống dưới này thì nó sẽ có cái nhánh 111. Ví dụ bây giờ cái 3211 rồi nhé. 3211 nó nằm ở đâu rồi? 3211 đây trên này có. Đây 3211 nó đang nằm đây này. Đúng chưa? Nó mới đang nằm đây này. Đây nha, 1 2 3 4 5 5 trạng thái này. 1 2 này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đúng rồi chưa? Đây này, 3211 đang nằm ở đây. Tóm lại là chúng ta còn vẽ khá nhiều nữa. Đúng không nhỉ? Rồi nhá. Như vậy thì đấy là một cái dạng bài tập. Em có cần có đề bài gì chưa? Có rồi ạ. Ừ. À, Phong chờ vào à, bạn Phong chờ vào. Thầy ơi, thầy chưa mở mic ạ. Rồi. Rồi, bây giờ thầy, chúng ta tiếp tục trên cái sơ đồ này. Tóm lại là bây giờ chúng ta phải hoàn thành dần cái sơ đồ này để chúng ta xong các cái chiến lược tìm kiếm.
Thế thì hôm trước chúng ta đã đi tìm kiếm mù rồi. Và trong tìm kiếm mù thì chúng ta có tìm kiếm sâu, tìm kiếm rộng và tìm kiếm sâu. Và trong cái tìm kiếm sâu đó thì chúng ta có hai cái hạn chế. Và hai cái hạn chế đó thì đã được khắc phục bằng một cái thuật toán là sâu nhưng theo có giới hạn. Và một cái nữa là sâu theo cái giới hạn mắc. Đấy, sâu theo giới hạn mắc. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút ở cái phần tìm kiếm mù này. Đây nhé. Thôi nhé, rộng thì không nói nữa. Đây này, chính cái bài này này. Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm này trong trò chơi 3 cột 4 đĩa này, mỗi trạng thái này. Hãy vẽ không gian trạng thái của trò chơi từ trạng thái 11 đến trạng thái cuối là 333. Trình bày từng bước của thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng là theo chiều sâu. Hạn chế với độ sâu k bằng 5 trên không gian trạng thái để tìm đường đi từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối, rồi đánh giá độ phức tạp thuật toán. Đấy là một cái dạng bài tập. Thì các em về xem tiếp cái bài tập này nhé. Cái trạng thái cái này là vừa nãy mình làm rồi này, đúng không? Rồi bây giờ các em về xem tiếp cái bài này, xong hôm sau chúng ta sẽ chữa này, được chưa? Rồi tiếp theo tìm kiếm theo chiều sâu, hạn chế rồi. Đây, bài tập tìm đường đi và trình tự duyệt các điểm từ trạng thái 1 đến trạng thái 12 theo cái thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu. Thì đây là cái trạng thái duyệt này. Đấy, em nhìn thấy chưa? Nhá. Các em về nhà làm xây bài tập này. Thầy gửi rồi đúng không? Cái này này gửi cho các em rồi. Đây, tìm kiếm theo chiều sâu này. Bước ngoặt này. Đấy. Thì như hôm trước chúng ta chưa làm tới chỗ này, có nghĩa là bài tập nhưng chưa làm rồi ấy, thầy hôm trước chưa hết được thầy, chưa điểm luôn. Rồi mình học hết cái chiều rộng chiều sâu rồi, cả cái xử lý cái đấy. Đây nhá, thì chúng ta có đây này, so sánh các cái tìm kiếm mù, trong đó sâu này, sâu hạn chế này, sâu nọc này. Mình rồi, học đến chúng ta tương lai quá khứ rồi thầy ạ. À rồi. Mình xong hết rồi đấy thầy ạ. Mình đã học cái phần bắt đầu cái có tri thức rồi. Rồi. Rồi bây giờ thử nhắc lại chỗ này một chút. Rồi chúng ta sang cái phần các cái tìm kiếm tiếp theo, tìm kiếm theo kinh nghiệm này. Thì ở đây ta có tìm kiếm bổ sung nhé. Trong cái tìm kiếm bổ sung này thì chúng ta tìm kiếm dựa trên các cái thông tin đánh giá của các cái trạng thái. Thế thì ta có một cái hàm đánh giá và chúng ta sẽ dựa hàm đánh giá thì chúng ta có đo hiệu quả dựa trên cái hàm đánh giá đó. Thế thì cái hàm này là ước lượng đánh giá mức độ tốt xấu về khả năng về đích của mỗi trạng thái và dựa trên kinh nghiệm. Và với mỗi một trạng thái thì ta có ba cái hàm này, GU, HU và GU cộng HU, được chưa? Đây, GU là thông tin về quá khứ đã xác định, còn HU là thông tin về tương lai hay là thông tin heuristic. Tiếp theo nữa là gì? GU cộng HU là tổng chi phí đường đi từ trạng thái đầu đến trạng thái đích. Thế thì thầy, cái này nói rồi thì nhắc lại thôi. Đây là cái trạng thái hiện tại. Đây là cái trạng thái hiện tại, đây là trạng thái đầu. Cái GU này chúng ta tính từ đây, có thể xung quanh đây nó còn nhiều nữa nhé, nhiều cây, nhưng trạng thái thì đây là quá khứ, chính là cái GU này, được chưa? Thế còn cái này này chính là cái HU này, là từ cái hiện tại đến cái đích. Thế còn cả cái đoạn này là chính là GU cộng HU, thì đây chính là cái tổng chi phí đi từ trạng thái xuất phát tới trạng thái đích có qua trạng thái
nó qua trạng thái đó là cái trạng thái hiện tại, được chưa? Và giá trị này càng nhỏ thì càng tốt thì đương nhiên rồi. Rồi, đây ta có thể chỉ khai thác một hoặc hai thông tin về quá khứ, tương lai. Thì có thể chỉ khai thác hoặc cái này, hoặc cái này, hoặc trong tình huống chúng ta cũng có thể khai thác cả hai cái này. Và các cái kỹ thuật sử dụng các cái hàm đánh giá HU thì gọi là tìm kiếm theo kinh nghiệm. HU là chỉ dựa vào tương lai thôi đấy, thì gọi là tìm kiếm theo kinh nghiệm. Tiếp theo, cái mà chúng ta, các cái kỹ thuật tối ưu mà sử dụng cái hàm FU này. FU thì bằng GU cộng HU, thì đây chính là các cái tìm kiếm tối ưu. Được chưa? Và các cái hàm đánh giá thì đương nhiên càng hàm đánh giá càng tốt hay là sát với thực tế thì tìm kiếm càng hiệu quả. Rồi, đây, heuristic này. Hôm trước chúng ta nói phép đo heuristic rồi đúng không? Vâng. Rồi. Hàm đánh giá đây rồi. Hôm trước thầy cho bài về nhà, bài này thì không biết các em đã làm chưa? Chưa tới chỗ này thì bảo về nhà làm, không biết chúng ta làm chưa? Bài toán người du lịch này này. Tìm đường đi ngắn nhất từ một thành phố ban đầu đến một thành phố đích. Làm đấy quá khứ thì ta có cái GU. Khoảng cách đã đi từ thành phố xuất phát. Đó. Còn tương HU này, khoảng cách từ đường chim bay từ một thành phố đến một thành phố đích. Biết bài này về nhà chúng ta làm chưa? Bạn nào làm bài này rồi? Duy Anh, thế là bạn nào làm chưa? Bọn ấy vẫn chưa làm được. Chưa làm được á? Chưa hiểu hay là có vấn đề gì? Vẫn kiểu nó hơi bị mông lung một tí, tại vì nó, kiến thức nó mới mới á. Như kiểu thực tế thì bọn em còn học rồi thì kiểu học nó nhanh nhanh hơn, chứ cái này thì nó mới, cái kiểu thuật toán tìm kiếm này nó hơi mới. Rồi, được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại chỗ này sau nhé. Tiếp theo này, tìm kiếm kinh nghiệm thì sử dụng hàm FU bằng HU, ok rồi. Và tìm kiếm tốt nhất đầu tiên bằng tìm kiếm theo bề rộng cộng với cái hàm đánh giá. Đấy, chính là một cái bài, chính là một cái bài tập mà vừa nói. Tiếp theo, tìm kiếm theo đồi thì bằng tìm kiếm theo chiều sâu cộng với cái HU, cộng với cái hàm đánh giá này. FU, tìm kiếm heuristic. Heuristic thì chúng ta có hai thuật toán là tìm kiếm tốt nhất đầu tiên và tìm kiếm theo đồi, được chưa nào? Thế còn tìm kiếm tối ưu này thì là sử dụng cái hàm FU bằng cái HU cộng GU. Và ta có cái thuật toán là tìm kiếm A sao là bằng tìm kiếm tốt nhất đầu tiên cộng với thêm cái FU. Hay nếu trong xin lỗi, đúng rồi, cộng với cái FU. Tốt nhất đầu tiên bằng rồi. Tiếp theo, tìm kiếm theo nhánh cận thì bằng tìm kiếm theo đồi cộng với cái FU tiếp, cộng với cái hàm đánh giá FU, mà trong đó FU thì bằng như này. Được chưa các em? Rồi nha. Chúng ta sẽ đi chi tiết thuật toán sau. Rồi, đầu tiên ta có tìm kiếm kinh nghiệm này. Đây, tìm kiếm kinh nghiệm thì ta có tìm kiếm tốt nhất đầu tiên là bằng tìm kiếm theo bề rộng cộng với cái hàm HU này. Còn tìm kiếm theo đồi thì đây, ta có tìm kiếm theo chiều sâu cộng với cái HU. Được chưa? Rồi, là tìm kiếm tốt nhất đầu tiên này. Là tìm kiếm theo bề rộng được định hướng bởi cái hàm HU. HU chính là cái này, hiện tại này. Đây cái đích này. Và đây chính là cái hàm đánh giá HU, nó từ vị trí ban đầu, xin lỗi, từ vị trí hiện tại tới vị trí đích, được chưa? Và trong trường hợp này thì cái open của chúng ta là tập các đỉnh chờ phát triển được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhé. Cái này nó khác biệt một chút này, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hàm đánh giá, có nghĩa là với mỗi trạng thái thì chúng ta sẽ có cái hàm đánh giá HU, được chưa? Và cái hàm này thì được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, được chưa nhỉ? Nhá. Và nhớ là tìm kiếm tốt nhất đầu tiên này là dựa theo, là tìm kiếm theo chiều rộng nhé, cộng thêm cái HU này, cộng thêm cái HU,
và cái tập open của chúng ta. Thế thì tìm kiếm theo chiều rộng thì open nó dùng gì để lưu trữ các em nhỉ? Còn nhớ không? Chúng ta có tìm kiếm theo chiều rộng. Hàng đợi tìm kiếm. Rồi, hàng đợi, đúng rồi. Rồi, thế ta có hàng đợi có nghĩa là gì? Cái nào vào trước thì ra trước, đúng không? Vào trước thì ra trước. Nhưng trong trường hợp này thì nó lại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cái hàm đánh giá. Rồi, tại mỗi bước tìm kiếm này. Mỗi bước tìm kiếm nhé. Thì chọn đỉnh U trong open có giá trị hàm đánh giá nhỏ nhất để duyệt. Tại đỉnh U nhé. Thì chúng ta trong cái open này, open là gì? Open là những cái trạng thái đang chờ để phát triển, đúng không? Chờ phát triển hay chờ duyệt, chờ thực hiện. Chọn đỉnh U trong open có giá trị hàm đánh giá nhỏ nhất để duyệt nhé, có giá trị giá nhỏ nhất để duyệt. Và đưa các đỉnh kề của U vào trong open, sao cho gì đây? Sao cho open được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của hàm đánh giá. Được chưa? Chỗ này có ai hỏi gì không? Đấy là về trình bày thuật toán. Bây giờ chi tiết cái thuật toán này, khởi tạo open bằng trạng thái ban đầu. Tiếp theo khi này. Nếu mà open bằng rỗng thì thông báo tìm kiếm thất bại, stop. Còn là loại trạng thái thì cái này nó giống như tìm kiếm theo chiều rộng thôi. Nhưng nó thêm cái như này, thêm cái là chèn các cái đỉnh kề U vào trong open, sao cho open được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhé, tăng dần của hàm đánh giá. Đấy, nó thêm cái phần đo đỏ này so với cái thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng. Thế đây là tìm kiếm tốt nhất đầu tiên. Rồi, ta có ví dụ như sau. Ví dụ 1, đầu vào trạng thái là A, và trạng thái ban đầu là A, và trạng thái kết thúc là B. A đâu nhỉ? A đây. Trạng thái kết thúc là B. B đây. Là trạng thái ban đầu. Thực hiện này. A được xét này. Thế thì kề của A thì lúc này ta có là gì? Có C, có D, có E, đúng không các em? Và chúng ta... ta có A, B, C, xin lỗi, C, D, E. C, D, E, nhưng trong trường hợp này thì HD của cái hàm HU đấy, của D hay là HD trong trường hợp này bằng 6 nhỏ nhất. Do vậy thì bắt đầu chúng ta không đối với tìm kiếm theo chiều rộng ấy, thì là gì ạ? Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có C, D, E thì chúng ta sẽ phát triển theo gì? Phát triển C trước, sau mới phát triển D, sau mới phát triển E, đúng không các em? Nhưng trong trường hợp này thì đây là tìm kiếm tốt nhất đầu tiên. Thế do vậy thì chúng ta sẽ ba cái đỉnh mà kề của A này này. Ba cái đỉnh của A thì ta có sắp xếp theo thứ tự. Và trong trường hợp này chúng ta lấy cái HU có giá trị là nhỏ nhất. Do vậy thì chúng ta sẽ chọn đến đỉnh D. Được chưa? Tiếp theo kề của D là ta có F. Và ta có Y. Nhưng F thì bằng 10, Y thì bằng 8. Đúng không các em? F thì bằng 10, Y bằng 8. Do vậy thì chúng ta sẽ chọn tiếp đỉnh đây nhá. Chọn E này. Vì HE xin lỗi. Từ từ nhá. Trong số các cái đỉnh chưa xét thì ta có C, E, F, Y. Xin lỗi. C, E, F, Y. Được chưa nhỉ? C này. Đây này. E này. Từ từ nha, ta có này, CDE này, CDE đúng rồi. Tiếp theo các đỉnh mà chưa xét thì lúc này ta có C, sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì ta có E này, có Y này, có F này, có C này. Trong số các đỉnh chưa xét này, ta có C, E này, F này, Y này. Ta chọn E vì ta có HE là bằng 7. Đúng rồi, HE bằng 7. Đây, HE nhỏ nhất đây. Ta có nhá, 7 này, 8 này, 10 này,
10 năm này, thế cho nên chúng ta chọn 7 này. Rồi, ta chọn 7 này. Đây, làm lại nhé. Để thầy đánh dấu đây cho nó rõ. Rồi. Đỉnh này là 1 này. Đỉnh này là 2 này. Đỉnh này là 3 này. Được chưa? Bây giờ ta chọn là... chọn D phát triển D thì ta có F, ta có I, được chưa? Như vậy ta đang có bốn cái này, E này, I này, F này và C này. Trong đó thì HE thì của chúng ta đang bằng 7. Đây, HE bằng 7. Do vậy ta sẽ sinh ra cái gì là G này, là K này. Như vậy đây, cái đỉnh này được chọn rồi, quanh này để viết. Như vậy bây giờ ta sẽ có là gì? Thứ nhất, trong trong cái open của chúng ta lúc này ta đang có là 10 năm này. 10 năm là C này, 10 là F này, 8 là I này, 5 là G này, K là 12 này. Như vậy đây là giá trị nhỏ nhất, ta chọn tiếp cái này. Được chưa? Sinh ra G và K rồi chọn G để phát triển, đúng rồi. Vì ta có HG là bằng 5. Rồi G thì ta lại có sinh ra H, sinh ra B, đúng không? Như vậy thì nó kết thúc vì đã tới đích rồi. Chắc là không khó lắm đúng không các? Có ai có ý kiến về chỗ này không? Có bạn nào ý kiến gì không nhỉ? Thầy ơi, thế cái này có phải đi qua D không thầy? Nó sẽ đi từ đâu? Nó sẽ đi theo cái cung đường là gì? Thứ nhất, tới D là chúng ta không đi sang ấy được nữa. D là chúng ta sẽ không D là chúng ta không đi được tới đích nữa, mà chúng ta phải đi cái từ gì nhỉ? A này, E này, G này, xong đến B. Đúng không? Vì tới đây chúng ta có đi sang I được đâu, mà D không đi được sang F mà. Đúng không? Có nghĩa là không đi, không phát triển được nữa thì chúng ta phát triển sang đỉnh khác mà. Em cho hình dung trong open này nhé. Đây này. Nếu mà vẽ thì chúng ta sẽ ban đầu là có này. Thực ra theo cách này. Đầu tiên là thầy có theo thứ tự tăng dần thì thầy đầu tiên là thầy có A nằm đây, rồi ta có D này, có E này, có C này, được chưa? Xong bắt đầu xét tiếp là xét đến D này. D trong D thì bắt đầu ta thêm vào I và F. I này, F này, I và F, đúng không em? Thế thì E của chúng ta bây giờ đang là 7, C của chúng ta đang là 15. Đúng ra nó phải xếp lại thứ tự đấy. I của chúng ta đang là mấy? Đang là 8. Và F đang là 10. Thế thì lúc này ở trên đây này, nó đương nhiên nó sẽ phát triển E trong E thì chúng ta có K này và G này. Và ta có K nữa này. Thì chưa, G của chúng ta lúc này đang là 5 và K của chúng ta là 12.
Rồi bây giờ ta tiếp tục phát triển. Lúc này ta phát triển G. Thì G nhỏ nhất. G thì ta có sang là B. Và tiếp theo nữa thì G có sang H này. Được chưa? Được chưa? Thế lúc này ta có B này. B này. Kề của B thì là G này. Kề của G thì là E này. Kề của E thì là A này. Được chưa? À, rồi dạ. Đấy, thì nó đi kiểu như vậy. Chúng ta vẽ có thể nốt như này thì nó sẽ dễ hơn. Có nghĩa là chúng ta cứ dò dần. Bây giờ chúng ta lật ngược. B rồi gì? B là đích đấy gì? Thế cha của B thì là gì? Cha của B thì là G. Cha của G thì là E. Cha của E thì là A. Do vậy là chúng ta sẽ có cái kết quả được đi. Được chưa? Có chưa nhỉ? Chắc không có đúng không? Rồi, xét không gian trạng thái. Đấy, đây này. Vẽ lại cái cây. Đây, trạng thái thực hiện. Vẽ lại cây đây. Được chưa? Từ từ. Ta có xem nào. Như vậy, à, ta bị nhầm một chút này. Như vậy, ta vẫn đi qua đây này. Đâu nhỉ? Từ từ xem nhé. E này. B, G, E, A. À đây, rồi. Đây. Rồi, tiếp theo này. Trạng thái ban đầu là A này. Trạng thái tiếp theo là B này. Đây ta có, xem nào. A này. D này. Như vậy chúng ta vẫn đi qua, chúng ta vẫn đi qua D. Đây là thứ tự xét thì phải thế ơi. Thứ tự duyệt đấy. Đấy. Nhá, thực hiện nhá. A này, được xét này. Ta có C, D, E. À, chọn D vì HD bằng 6 này. Min này sinh ra F và sinh ra FI này. Rồi trong số các biển chia xét thì ta có như này. Cái này giống như trên thôi. Thế thì đúng rồi. Đây là cái thứ tự, cái không gian trạng thái của nó thôi. Không gian trạng thái. Đấy. Rồi. Tiếp theo ví dụ 2. Tìm đường đi ngắn nhất từ A đến H. Đường đi ngắn nhất từ A đến H. Đây là A này. Đây là H này. Nào, đường đi ngắn nhất từ A đến H là gì? Xem. Nào, bây giờ cho thầy biết kết quả xem nào. A này. Kề với A thì ta có C này, B này, D này. Đúng không? C, B, D này. Ta có A này. C này, B này, D này. Xin lỗi, đây B. Đây D này. Đúng chưa? Lúc này ta sẽ duyệt cái này. Duyệt cái gì đấy các em? À, ở đây là ta có 30 này. Ta có 10 này. Ta có 20 này. Và đây ta có 25 này. Bắt đầu ta xét đỉnh này. C. C thì ta thêm vào cái gì? C thì ta có E này. Có D này. E là 13, đây là E này, là 13 này. Tiếp theo nữa này, F15 này, D à. Ta lại tiếp tục ta xét đến là E này, trong E thì ta có gì đây, trong E thì ta có G này, kề của E thì là G này. G của chúng ta là bằng 18 này. Lấy F. Lấy F tiếp này. F thì ta có là gì? À, F thì cũng vẫn đi đến G, G ta xét rồi. G ra H. Đâu?
G, G, G xong bây giờ phải đi đến H thôi, chỉ còn duy nhất là đi đến H thôi. H thì là đích. Do vậy ta có là gì? Do vậy ta có H, G, E, C, A. G, G ta có kề của G. Thì ta có là E và F, nhưng trong trường hợp này thì E nhỏ hơn. Rồi ta có E, rồi E kề của E. Kề của E thì ta có C, đúng không? Thế thì bây giờ cái đường đi của chúng ta sẽ là như này. Nhưng mà nó không phải ngắn nhất. C chứ nhỉ? Đi sang C chứ nhỉ? Nhầm. C, C xong E, đúng rồi. E xong đến 10 này, 15 này. Đây là 25 này. Tìm đường đi ngắn nhất. Đúng rồi. 10 đây là 25, 25 cũng 18, không phải rồi. Đi cái này sẽ là cái đường đi ngắn nhất. Chúng ta xem nhé. Rồi. Đây nhé. Ban đầu này. Ta có open A30 này. Rồi ta đưa A. A và U này. Kề của A thì ta có B, C và D. Đúng không các em? B, C, D này. Bây giờ ta có tiếp theo đưa đỉnh vào duyệt là ta có C10 này. Rồi 3 đỉnh vào duyệt này. Và xếp theo thứ tự này. Thì ta có C10 này. 20 này, 25 này, được rồi. Tiếp theo nữa ta xét đến C này. C này thì ta có, ta còn đúng rồi, B20, 25. Rồi trong kề của C thì ta có 13, 15, được rồi. Được chưa các em? Rồi ta tiếp tục xét, thì lúc này ta xếp theo thứ tự tăng dần. Thì ta có 13, 15, xét đến E. Rồi, tiếp tục E thì ta có G và B. Rồi, tiếp theo đến F. Được chưa? À, đúng rồi, đến F vì trong trong này của chúng ta đây này. Trong này của chúng ta đây là ta có theo thứ tự này. Theo thứ tự này thì đương nhiên là xét đến F rồi. F thì ta lại có G và có F thì duy nhất chỉ có G thôi. Đây xếp theo thứ tự tăng tăng dần. Rồi tiếp theo xét đến G. G thì ta có G thì hết rồi. G thì ta chỉ có B và D thôi. Do vậy ta có H không. Rồi. Thế thì H là đích. Rồi duyệt AC. AC E. Sao lại F đây nhỉ? AC E F G H. Có nghĩa là chúng ta đi đi có thể đi được đường quá trình duyệt thì chúng ta đây là quá trình duyệt thôi các em nhé, đây là quá trình duyệt duyệt các đỉnh, đây là các đỉnh mà chúng ta duyệt đấy, được chưa? Thế thì ta có này, đường đi của chúng ta sẽ là H này, H này, rồi G này, cái này hình này nó bị nhầm một chút, nó phải dịch như, như này các em. Đấy.
H này, G này, G đến E này, EC này, CA này. Đường đi. Đấy, giống như vừa nãy thầy vẽ. Nhưng đúng là trong trường hợp này. Đây, đường đi của nó là như này. Thế thì trong trường hợp này. Theo đường đi của chúng ta này, quá trình chuyển đường đi của chúng ta học A, C, E, G, H. Được chưa? Hoặc A, C, F, G, H. Phương pháp là từ đích về nút xuất phát theo các nút chạy. Đấy, có nghĩa là nó tìm thêm H này này, kề của H này là những nút nào? Đây là có nút này. Thế kề của G thì ta có nút này, hoặc ta có nút này. Được chưa? Tuy nhiên kề của E đây thì ta có B, nhưng trong điểm B này không được xét. Thế thì kề của B hay của E hay của F thì ta đều có là C thôi, và cùng là A. Thế tuy nhiên đúng là trong trường hợp này thì nếu mà tính đường đi ngắn nhất, đường đi ngắn nhất mà tính theo giá trị thì ta sẽ là cái này. Rồi bây giờ chúng ta xem nhé. Các bạn nào có ý kiến gì không nhỉ? Em ơi. Không ạ. Nếu đúng phải là ADH đúng rồi. Đấy, AD, nhưng bây giờ D theo thuật toán thì chúng ta không vào D được. Vì D nó là đang có trọng số rất là cao ở trong các cái danh sách mà chúng ta sắp xếp. Đúng không? Em. Vâng. Nếu duyệt theo chiều rộng ấy, trong trường hợp nếu mà chúng ta duyệt theo chiều rộng thôi nhé. Chúng ta duyệt theo chiều rộng thì chúng ta sẽ duyệt ba đỉnh này trước này. Thì nếu trong trường hợp mà duyệt theo chiều rộng thôi, không phải là tìm kiếm tốt nhất đầu tiên đâu, mà chúng ta tìm kiếm hay là duyệt cây theo chiều rộng thôi thì chúng ta sẽ đi được đường này. Đâu nhỉ? Chúng ta sẽ đi đây này. Đây này. Hết chỗ này này. Xong bắt đầu đến đúng rồi, hết chỗ này. Thì khi duyệt tới đỉnh đây này, cái là chúng ta đã tới đích mất rồi. Đúng không em? Nếu mà duyệt cây theo chiều rộng. Đúng nhỉ? Duyệt cây theo chiều rộng thì có phải chúng ta duyệt như này không? Đúng thế ạ, đúng. Thì khi duyệt theo duyệt sang tới cái này nhé. Thì bắt đầu là chúng ta có kề duyệt sang cái này này. Thì ta có kề của B thì ta có E này. Rồi, kề của C thì ta có E có F này. Rồi kề của D, tới duyệt tới cái kề của D cái thì ta đã tới đích được rồi. Nhưng trong tìm kiếm tốt nhất đầu tiên thì chúng ta lại hoặc là đi theo đường này. Và đúng là trong trường hợp này thì chưa phải đường đi ngắn nhất. Đấy. Được chưa các em? Có ý kiến gì không? Chúng ta chơi một chút không các em? Hả? Chúng ta nghỉ chút nhé. Vâng. Ừ. Rồi các em nghỉ chút đi. Theo giờ.
Rồi mời các em vào lớp nào. Chúng ta tiếp tục này. Rồi vừa rồi thì chúng ta đang có hai cái ví dụ tìm kiếm tốt nhất đầu tiên nhé. Đây, trong cách này thì bây giờ chúng ta đi tìm loại bỏ cái vết dư thừa để tìm kiếm cái đường đi này. Từ cái bảng tìm kiếm mà như mô tả ở phần trước ấy, thì chúng ta lần lượt từ lần lượt đi ngược từ đích về nút xuất phát theo quan hệ trang cột U đấy, con thì cột kề của U, cha của H đây nhé, đây này. Giờ cái này vừa nãy chúng ta nói rồi đấy, cha của H đây, đây cha của H này nhé, cha của H ở cái bước 5 này này thì kề là G. G đây thì kề thì ta có là F. Kề của F này thì ta có C này. Đúng nhỉ? Kề của F thì ta có C. Kề chưa xem màn hình như. Thầy xin lỗi nhé. Rồi, thầy nói lại này. Thế loại bỏ nút dư thừa để tìm kiếm cái vết của đường đi thì chúng ta sẽ làm như sau, hay tóm lại từ cái bảng mà chúng ta tìm được này thì làm nào để tìm được cái vết của đường đi. Ta có này, H0 này thì kề của H0 thì là G này, kề G này thì kề của G thì ta có là F này, kề của F đây, F đây này, ta tìm F này, kề của F thì ta có C này, kề của C này thì ta có A này. Đấy, lần lượt ngược từ đích về nút xuất phát theo các cái nút tra. Đấy, phương pháp tìm là như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được đường đi. Rồi bây giờ chúng ta xem cái giống tìm kiếm tốt nhất là chúng ta sang cái thuật toán thứ hai là tìm kiếm beam. Giống như tìm kiếm tốt nhất đầu tiên thôi, nhưng hạn chế là phát triển K đỉnh tốt nhất ở mỗi độ sâu. Có nghĩa là bây giờ chúng ta lại có thêm một cái, ví dụ chúng ta có các cái đỉnh kề, chúng ta có 5 đỉnh kề, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phát triển K đỉnh thôi. Phát triển K đỉnh tốt nhất đầu tiên nhá, K đỉnh tốt nhất. Thế thì ví dụ trong 5 đỉnh đó thì chúng ta xếp theo thứ tự tăng dần của cái HU. Thế thì chúng ta trong trường hợp K bằng 3 thì chúng ta chỉ phát triển 3 cái đỉnh mà 3 cái đỉnh tốt nhất đầu tiên. Rồi. Đây nhá. Thì cái sự khác biệt này, đầu tiên là chúng ta duyệt U này nhá, tốt nhất đầu tiên đây này. Thì duyệt U này phát triển tất cả các đỉnh kề V của U. Thấy chưa? Và đưa vào open. Rõ rồi. Tiếp theo, đối với thuật toán beam này thì chúng ta duyệt U này phát triển một số đỉnh kề của V. Sao cho nha, kề của đỉnh kề V của U sao cho tổng số các đỉnh ở cùng độ sâu open là chỉ có K thôi. Tóm lại là đưa những đỉnh N vào, đưa những cái đỉnh này vào vào open. Rồi. Để chúng ta xem ví dụ này. Trong trường hợp đi từ ta có đỉnh xuất phát là A. Đỉnh kết thúc thì đỉnh đích thì là B. Thì ta sẽ có K là bằng 2. K bằng 2 nhé. Trong trường hợp này K bằng 2. Thế thì ở đây ta, nếu mà kề của A thì chúng ta sẽ có là C, D, E. Và xếp theo thứ tự thì ta có D và E xếp trước, sau đó là đến C đúng không các em? Ta có là kề của A này, thầy vẽ tạm, viết tạm ra đây này. Thì ta có D này, có E này, và có C này. Được chưa? À rồi, ta gạch đi nhé. Tiếp theo ta, trong trường hợp này là thầy sẽ... Để ký hiệu khác đi chút. Rồi lúc này ta phát triển đỉnh này này. Thế còn ở đây kề của nó thì trong trường hợp K của chúng ta bằng 2 mà, K bằng 2, thế cho nên chúng ta không đưa cái đỉnh này vào này. Không đưa cái C này vào. Được chưa? Thế thì trên cái của open của chúng ta bây giờ, hay là kề của A lúc này chúng ta chỉ có D và E thôi, C không đưa vào. Rồi tiếp theo ta phát triển đây. Rồi ta phát triển đây này.
lại bị mất mất. Đây này. E này. Rồi ta có C này. C thì bỏ. Rồi đầu tiên ta có A này. Sau đó ta phát triển D này. D này, D thì lúc này ta có là gì? Kề của D thì ta có Y. Như vậy là chúng ta đưa Y vào. Được chưa? Tiếp theo kề của E thì ta có kề của E. Rồi bây giờ ta tiếp tục phát triển E. Thế thì kề của E thì ta sẽ có G và K. Đúng không các em? Có G và K. Nhưng trong trường hợp này ấy, thì K của chúng ta vì bằng 2 này. K bằng 2. Thế cho nên là chúng ta chỉ đưa G vào thôi. Được chưa các em? Tiếp theo trong này ta có Y với G. Thì lúc này ta sẽ phải phát triển G trước. G. Trong G thì ta có gì? Trong G thì ta có B và H. Nhưng vì ở đây là K của chúng ta là bằng 2. Chúng ta chỉ có 2 nút thôi mà. Do vậy ta đưa B vào. Được chưa? Đưa B vào. Được chưa các em nhỉ? Thế thì như vậy là chúng ta đã kết thúc vì B của chúng ta là đích. Do vậy đường đi của chúng ta sẽ là A này. À đây chúng ta còn hai đỉnh B nữa. Xin lỗi cái Y. Xin lỗi nhé. Đầu tiên phát triển G xong này. G xong thì E này. G, B này. Tiếp theo đây ta cũng có một cái đường đi, cũng có một cái đỉnh nữa là B này. Thì đấy là một đường đi. Tiếp theo chúng ta cũng có thể phát triển đi theo hướng này để đến một cái đỉnh B khác. Đấy, chúng ta có hai cái đường đi. Được chưa các em? Được chưa nhỉ? Mai có ý kiến gì chỗ này không các em? Rồi nhé, chúng ta xem cái bản. Đây. Có bạn nào có ý kiến không? Cái tìm kiếm BIM là nó đưa thêm một cái K vào. K chính là số nút mà chúng ta có trong cái open. Đấy. Có bạn nào ý kiến gì không nhỉ? Bây giờ các em về chuyển cái cây này, về cái bảng này cho thầy. Đây, về cái bảng này. Đấy, làm cái bảng này nhé. Làm cái bảng này cho thầy. Mô tả bằng cái bảng. Rồi, các em ghi cho thầy. Rồi, Tươi có với ý kiến gì em? Em làm bảng ạ. Ừ, à rồi, Tươi làm bảng rồi. Thế Tươi xem luôn lên nhé. Tươi xem màn hình nhé. Thầy kể em được không? Em đọc ạ. À rồi, để thầy kể em đọc rồi. Stop cái này. À. Rồi thầy insert cho mặt cái rồi chúng ta lấy cái bảng này. Rồi. Chắc phải cho cây bên cạnh nữa nhìn cho nó dễ. Lớp mình một số bạn cũng rất tích cực, ví dụ Duy Anh này, rồi Minh này, Tươi này. Tươi hôm trước được mấy điểm rồi đúng không? Tươi như có điểm rồi đúng không? Em được một con cộng ạ. À đây. Vâng ạ.
Rồi, tuyết nào thế? Em thấy bước đầu sẽ không ạ. À chứ. A chứ. Bước lập không, ý em bảo là bước lập ban đầu không thì là open thì sẽ là A20 ạ. Rồi, A20 viết tạm như này đi. Rồi. Bước 1 thì sẽ bước 1 thì U sẽ là A20 ạ. Rồi. Kề của U thì sẽ là D6, E7 và C15 ạ. Ok. Nha, chúng ta đọc kỹ này thuật toán xem nào. Duyệt U này, phát triển một số đỉnh V của U sao cho tổng số đỉnh ở cùng độ sâu open là K. Từ từ nhé, đây là trong open nhé, trong open. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Cứ để bạn tươi bạn làm, ta có này, D này, D6 này. Rồi ta có E7 này. Tiếp này, C15 này. Rồi. Chờ duyệt thì sẽ sắp xếp thì sẽ là D6, E7. Là K rồi. Bằng 2 thì sẽ duyệt hai cái. Rồi. E7 này. Rồi. Tiếp theo. Bước 2 thì sẽ là duyệt E6 à D6 E7 ạ. D6 thôi chứ nhỉ? D6 lại chứ nhỉ? K bằng 2 thì duyệt hai cái luôn thôi. Đâu, bây giờ duyệt một cái nữa chứ. Duyệt mỗi lần duyệt chỉ duyệt một đỉnh được thôi chứ, duyệt làm sao hai đỉnh được nhỉ? Đây nha, em xem lại, mỗi lần duyệt là chúng ta chỉ duyệt được một đỉnh thôi chứ làm sao duyệt một lúc được hai đỉnh đâu. Kề này. Thế còn cái trạng thái chờ này này thì có thể là em đưa vào như, là nó chỉ có hai thôi. Đúng không Tươi? Dạ cái vâng. Trạng thái này này. Rồi. Nhưng mà người ta bảo là hạn chế thì là phát triển K đỉnh tốt nhất ở mỗi độ sâu. Thì bây giờ mình ấy một lúc hai cái cũng được mà thấy. Không, đây nhá. Duyệt U này, phát triển một số đỉnh kề một của số. U. Đỉnh kề của U sao cho tổng các đỉnh ở cùng độ sâu trong open là K. K đây là K trong open nhé. Còn phát triển là chỉ phát triển một đỉnh thôi. Vâng vâng ạ. Rồi. Thì ở đây kề của D6 sẽ là Y8 F10. Rồi. Y8. Rồi F10. Rồi tiếp theo trong open bây giờ chúng ta có cái gì? Open chờ duyệt thì sẽ là có Y8. E7 đã chứ nhỉ? E7 với Y8 chứ nhỉ? E7 đã được E7 trong E7 trong 10 đến Y8 ạ. E7 Y8 ạ. Rồi, đúng không? Vâng ạ. Rồi. Tiếp đến là duyệt E7 ạ. Rồi, E7. Rồi. E7 thì kể về E7 sẽ là G5 và K12 ạ. G5, 7, K12, đúng rồi. Chờ duyệt thì sẽ là Y8 và G5 ạ. Y8. G5 trước chứ nhỉ, Y8 sau. À, G5 trước ạ. G5 trước ạ. Đúng không? Rồi. Rồi, tiếp theo phát triển G5. À. Tiếp đến sẽ là duyệt G5 ạ. Kề à, G5. Kề với G5 thì là B0 ạ. B0 với H3. B0 đúng rồi. Phải. B0 với H3 ạ. Rồi. Ở đây chờ duyệt thì sẽ là B0. B0 và H à, B0. B0 H3 Y8 vào đây. Tại vì H3 nó nhỏ hơn Y8. Thì B0. B0 là đích rồi. Em biết nếu như mà duyệt ở cái bước 2 và duyệt cùng một lúc D6 E7 thì đến lúc kết thúc cuối cùng thì đó sẽ là hai con B0 luôn ạ. Không không duyệt một lúc cùng hai ấy được em. Thế ở đây sẽ là B0 H3 H3.
như nào đây? Không thì cứ ghi là B0 xong rồi bước vào 2, vào 4, 5, bước 5 sẽ là duyệt B0 và dừng ạ. B0 này, gì nữa? B0 3H ạ. H3. Rồi. Xong tiếp đến là duyệt B0 thì là tới đích, à tới ấy, đích rồi thì được dừng ạ. B0, đích. Vâng. Thằng nào đi được nhánh này? Phải duyệt cả hai để thầy. Duyệt cả hai. Vâng, duyệt cả hai. Duyệt cả hai thì sẽ ra được ạ. Hai cái cùng lúc là B0 của con rồi. Chúng ta xem lại nhé. Đây xem thuật toán. Là nêu đồ. Đây nhé. Đây. Duyệt là U này. Nhé. Phát triển một số đỉnh kề V của U sao cho tổng số đỉnh ở cùng độ sâu sao ở cùng là K. Thế nó có nói duyệt duyệt là U trong trường hợp U của chúng ta là chỉ có một thôi chứ. Okay. Kề V của U ạ. Kề V có nghĩa V là các cái đỉnh kề của U ấy, là con của U ấy. Vâng, thì ở đây sẽ có, thì người ta sẽ bảo là duyệt là xa của kề U. Không. Đây nhé. Tổng số đỉnh ở cùng độ sâu trong open là K. Trong open thì là K. Đưa những đỉnh đỉnh K, đỉnh đỉnh đây là đỉnh K chứ không phải đỉnh N đâu, vào open. Nào, chúng ta quay lại vào. Đây, quay lại chỗ này. Bây giờ mà duyệt hai đỉnh là chúng ta không tìm được đường đi đâu. Như trong trường hợp này thì ta tìm được đường đi này, B0 này. Nhé. B0 này. Thì ta có này rồi. Tiếp theo, kề của B0 này, là G5. G5, E7. G5 thì sẽ là E7. A20, tiếp đến A20. E7 thì đây. Thì đến A20. Đúng không? Như vậy đường đi của chúng ta là A, E, G, B. Đúng không? Trong trường hợp D, nếu phát triển D, trong D thì có E7 và E7 thì phát triển rồi và Y8. Thì chúng ta bắt đầu lại duyệt thêm một lượt nữa. Duyệt thêm một lần nữa trong trường hợp này duyệt Y8 của chúng ta. Này nhé, các em xem duyệt U này, phát triển một số đỉnh kề V của U, đỉnh V đây là kề của U sao cho tổng các đỉnh ở trong cùng độ sâu là open. Trong cùng độ sâu trong open là K. Đây đúng rồi. Cùng độ sâu trong open là K. Nghe mê rồi. Chúng ta lại có đúng rồi, đúng rồi. Chứ điều là bây giờ chúng ta chưa
chưa chưa chưa phát triển được cái đỉnh đi cái đỉnh y 8. Tạm thời là chúng ta sẽ đi đường này, tạm thời đi một đường này nhé. Tạm thời là chúng ta sẽ có cái đường đi như này. Còn đường đi như này thì chắc thì chúng ta sẽ lại phải duyệt thêm một lần nữa. Tới cái chỗ này thì chúng ta bắt đầu duyệt thêm y 8. Vì trong trường hợp này của chúng ta là các cái đỉnh này nó lại có hai đỉnh B, hai đỉnh G. Nếu còn trong trường hợp nếu đây không phải B với G nữa thì đương nhiên là chúng ta chỉ có đường duy nhất là đường này thôi. Đúng không em? Thế thì trong trường hợp này chúng ta sẽ duyệt tiếp một cái đỉnh y 8. Tới đây chúng ta duyệt tiếp y 8. Thầy ơi, Y8. Em lên mạng em xem em thấy người ta làm là duyệt cả hai đỉnh cùng lúc luôn. Duyệt hai đỉnh cùng lúc. Vâng. Nhá, thế thì bây giờ duyệt hai đỉnh cùng một lúc nhé. Giả sử D với chỗ này là gì? Chỗ này là E này. E thì bắt đầu phát triển đây là gì? E đây thì ta có phát triển tiếp theo là gì? Y đúng không? E y 8 đúng không? Nếu mà chỗ này là y 8 đúng không? Phải cho cái E 7 lên D6 ạ. Hả? Phải cho cái E 7 lên D6 với E 7 ạ. Duyệt hai cái cùng lúc thì sẽ là duyệt một lúc D6 với E7 xong rồi một nhánh nữa là y G5 với Y8 xong nhánh cuối sẽ là B0. Đây á. Vâng. Đây nha, bắt đầu chúng ta duyệt lại này. Ở đây rồi, có nghĩa là duyệt hai cái này cùng đưa vào đây đúng không? Dạ vâng. Thế thì kề của hai cái này, kề của D là ta có Y này. Y8, F10. Rồi, Y8 này. F10. Y ạ. Y8 này. F10 này. Rồi, tiếp theo ta G5 có... G5 là K12 ạ. G5 với K12. D nhá, D này, E chứ, G và K. Vâng, G5 với K12 ạ. G5 này. K12 này. Được chưa? Vâng, rồi bây giờ chúng ta chọn ra hai cái thì lúc này ta chỉ có G và Y đúng không? Vâng. G5 với cái Y8. G5 này. Y8 này. Rồi như vậy bây giờ ta phát triển hai cái đỉnh này đúng không? Dạ vâng. Rồi thế thì ta sẽ có gì đây? G5 của chúng ta sẽ là gì? G5 của chúng ta là B0H này. B0 này. H3 này. Tiếp theo nữa là B0G5. Không chụp kề chứ thầy, chụp kề ạ. B0G5 chụp kề. Rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta có hai cái nhỏ nhất là lúc này là B00 đúng không? Vâng. Đúng chưa? Vâng. Tiếp theo bước 4. Thì đây là B00 thôi. Dừng duyệt ạ. Đích. Và dừng đúng không? Vâng. Rồi bây giờ chúng ta xem nhá. Chúng ta đi tìm đường đi này. Xóa ô rồi. Okay. Rồi bây giờ chúng ta có này. B00 này. Đây đúng không? Thì ta có G5Y8 đúng không? Vâng. G5Y8 thì G5Y8 đây ta có D và E đúng không? Vâng. Trong D E đây thì ta có A20. Ok. Như vậy chúng ta sẽ duyệt hai đỉnh cùng một lúc như này thì chúng ta sẽ ra được hai cái đường đi là AD IB và AEGGB. Được chưa? Đấy là cái tìm kiếm beam. Tóm lại là quan tâm nhất là trong này chúng ta có thêm cái hệ số K này. Có thêm K. Rồi, cảm ơn Tươi. Thấy cái đánh dấu cộng đây đã nha Tươi nhé. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn. Thành Tươi đây rồi. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái thuật toán tìm kiếm 3:35 mới hết giờ mà đúng không các em?
Dạ vâng ạ. 3:35 ạ. Ừ, rồi thì chúng ta tiếp tục này. Thêm một cái thuật toán nữa này là thuật toán tìm kiếm neo đồi. Tìm kiếm neo đồi, à, tìm kiếm độ sâu dưới định hướng của hàm đánh giá HU. Đấy. Cái chúng ta có cái tìm kiếm tốt nhất đầu tiên thì và cái tìm kiếm beam là nó dựa vào tìm kiếm theo chiều rộng. Thế còn cái tìm kiếm neo đồi thì dựa vào tìm kiếm theo chiều sâu, độ sâu. Rồi, ta có này, tìm kiếm theo độ sâu dưới dạng định hướng hàm HU. Được chưa? Tại mỗi bước tìm kiếm này, của tìm kiếm này, chọn đỉnh U ở đầu danh sách open. Đỉnh U ở đầu danh sách open để duyệt. Và tìm kiếm theo độ sâu này thì ta là dựa vào cái gì nhỉ? Nó được lưu trữ ở đâu nhỉ? Em. Ở trong ngăn xếp ạ. Rồi, ngăn xếp. Rồi, chọn đỉnh U ở đầu danh sách của open để duyệt này. Sau khi duyệt. Em chờ thầy
Rồi, thầy xin lỗi các em một chút, chúng ta tiếp tục này. Thứ nhất là tìm kiếm theo độ sâu này. Thì tìm kiếm theo đồi thì chúng ta tìm kiếm theo độ sâu dưới định hướng của cái hàm đánh giá HU này, được chưa nhỉ? Và tại mỗi bước tìm kiếm này thì ta chọn đỉnh U ở đầu danh sách open để duyệt. Bây giờ chúng ta xem chọn U như nào. Sau khi chọn U nhé, chọn U ấy, tìm kiếm theo độ sâu thì các em biết rồi, cái đỉnh sâu này chúng ta cứ đi về cái nhánh bên trái đúng không? Sau khi duyệt đỉnh U này thì sắp xếp các đỉnh kề của U theo thứ tự tăng dần của hàm đánh giá HU và chèn danh sách này vào đầu danh sách open. Đấy nha. Đấy, vào đầu danh sách open. Được chưa? Rồi, đây ta có cái thuật toán theo đồ. Khởi tạo này, open này, bằng trạng thái ban đầu này. Đây này, chúng ta thêm cái 2.4, 2.5 và 2.6 này. Thứ nhất là với mỗi đỉnh V là kề của U thì ta thêm V vào danh sách này. Vào danh sách này. Sau đó là sắp xếp cái danh sách này theo thứ tự tăng dần của hàm đánh giá. Sắp xếp danh sách này. Và chúng ta chèn cái danh sách này vào đầu cái open. Có ai hỏi gì chỗ này không nhỉ? Các bạn nào hỏi gì không nhỉ? Các bạn đang hỏi gì không? Thực ra nó thêm cái này so với cái tìm kiếm gì nhỉ? Duyệt theo độ sâu. Thêm cái đoạn này. Có điều là nó thêm vào danh sách này, xong sau đó nó sắp xếp lại danh sách này, sau đó thì chèn cái này vào đâu. Đây là tìm kiếm theo đồ. Rồi chúng ta có ví dụ nhé. Chúng ta có ví dụ cho. Rồi Sơn có ý kiến gì em? Em xin lên làm ví dụ. Rồi Sơn làm ví dụ. Thầy cho em xem màn hình nhé. Rồi. Đây. Đây Sơn có đây rồi. Ok. U này. Đầu tiên là trạng thái bắt đầu là open sẽ là A30. Rồi. Tiếp tới sẽ duyệt đến A30 thì các cái đỉnh kề của A30 sẽ là B20, C10, D25. Rồi. Sau đó sắp xếp các cái đỉnh kề này theo thứ tự tăng dần và thêm vào cái danh sách open thì sẽ có C10, B20 và D25. Từ kề của B2, kề của A ta có BCD rồi, BCD được rồi, BCD. Được rồi, sắp xếp, ok rồi, tiếp theo. Sau đó rồi. Duyệt theo C. Kề của C sẽ là E13 và F15. Sau đó em sắp xếp, bạn làm đúng không nhé? Rồi. Sắp xếp E13, 15 theo cái thứ tự tăng dần và thêm vào đầu danh sách open. Rồi, ok, rồi. Sau đó tiếp theo em lại duyệt đến E13. E13 thì kề của E13 là G18. Thì G18 có một phần tử lên cũng không cần sắp xếp và thêm luôn vào đầu danh sách. Rồi. Rồi tiếp theo là em duyệt G18 thì kề G18 là còn đỉnh H0 và cũng thêm vào đầu danh sách. Rồi. Cuối cùng là H0 là đến đích rồi nên dừng. Rồi. Sau đó rồi, đường đi như nào ấy? Đường đi thì duyệt lại từ đích về đầu là kề của cha của H0 sẽ là G18. Cha của G18 sẽ là E13 và cha của E13 sẽ là C10. Cha của C10 thì sẽ là A30 và ta có đường đi là ACEGH. Rồi, ok. Rất là cảm ơn Sơn. Bạn nào có bạn nào có ý kiến không nhỉ? Sơn làm rất là tốt đấy. Rất rõ và rất là tốt đấy. Các bạn có dấu cộng rồi nhé. Cố gắng là để thầy sẽ gửi thêm bài tập xong sau đó các em về nhà các em làm bài tập hoặc là hôm sau chúng ta làm bài tập để chúng ta lấy cái điểm quá trình luôn.
Có nghĩa là như này, ví dụ như chúng ta có hai bài điểm quá trình, nhưng trong trường hợp nếu mà các bạn có nhiều điểm, ví dụ trong quá trình học này mà các em có 3 điểm quá trình nữa thì thầy sẽ lấy điểm trung bình của hai cái bài kiểm tra cộng với 3 cái điểm trong thời gian mà. Và thường khi các em mà hoặc là bị gọi nhé. Tại sao thầy bị gọi? Vì một số bạn là thầy gọi, chứ không phải một số, ví dụ như Sơn đây là Sơn xung phong lên để làm. Thế thì thường những bạn xung phong thì có điểm cao, và thường thì điểm cao thì thầy mới ghi vào, ví dụ từ 8 trở lên hoặc 8. Thậm chí có những bạn 8 vào, thưa thầy em không lấy 8 đâu, để ông cho em lấy 9 đến 10 chẳng hạn, thì thầy cũng bỏ 8 và lấy 9 đến 10 thôi. Thế thì rõ ràng nếu mà trong quá trình học mà các em có nhiều cái điểm quá trình mà điểm cao ấy, thì dẫn tới là cái điểm quá trình trung bình của các em điểm sẽ cao hơn nhiều. Đấy nhá. Đấy là về điểm. Và thường các bạn có điểm quá trình cao thì bao giờ điểm thi các bạn cũng sẽ là cao, vì các bạn học được mà. Đấy. Thì đấy là một số cái để chúng ta khuyến khích những bạn, khuyến khích các em tích cực làm bài trong cái quá trình học. Rồi, cảm ơn Sơn, thầy đánh dấu cộng cho Sơn nhé. Vâng ạ. Rồi, thế thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu thêm mấy cái thuật toán, thì về nhà các em xem lại, xong sau đó thì thầy sẽ cung cấp thêm cái bài tập cho các em. Sơn có một, Nguyễn Thái Sơn thôi nhỉ? Vâng ạ. Rồi. Chúng ta đã xem được cái bài thực hành 11 chưa? Ok, rồi. Cảm ơn các em nhé. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào thầy. Mời em chào thầy ạ. Ừ, chào thầy ạ. Mời em chào thầy ạ.